Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Và các bạn thấy gì trên tay mình chưa? Đó, và clip này mình sẽ làm một chiếc nhẫn hình trái tim. Các bạn cùng theo dõi mình nhé. Để làm chiếc nhẫn thì mình chỉ cần một tờ tiền thôi. Bây giờ mình sẽ gấp đôi tờ tiền lại. Và mình để tạo một nếp gấp ở giữa, sau đó mình sẽ gấp hai bên lại với nhau dựa vào cái nếp gấp ở giữa. Mình sẽ tiếp tục gấp hai đường chéo ở phía trên này. Lúc này mình sẽ lật ngược tờ tiền lại, rồi dựa vào giao điểm của hai đường chéo mình sẽ gấp đôi lại để tạo thành những cái nếp gấp. Dựa vào các cái đường gấp mình đã gấp sẵn, mình sẽ gấp lại giống như vậy. Giờ mình sẽ gấp lên để tạo thành những nếp gấp. Cái này mình sẽ gấp vào để tạo nếp. Phần này mình sẽ gấp xuống để tạo nếp. Bây giờ mình sẽ lật ngược phần này lên. Sau đó dùng tay ấn theo các cái nếp mà mình đã gấp sẵn trước đó. Bên này cũng vậy. Theo cái nếp này, mình sẽ dùng tay bóp và ấn nó lên phía trên. Bên này cũng vậy, cũng dùng tay bóp và ấn nó lên phía trên. Phía bên dưới này mình cũng sẽ ấn và gấp theo những cái nếp gấp mà mình đã gấp sẵn.
Bây giờ mình sẽ tạo hình trái tim nha. Mình sẽ lật ngược lại cho các bạn dễ nhìn. Đây là điểm ở giữa, mình sẽ gấp đôi lại như thế này. Bây giờ mình sẽ tách nó ra và đưa vào phía bên trong theo cái nếp gấp đó. Phía bên này cũng vậy. Mình tiếp tục tạo khe cho hình trái tim nha. Mình sẽ dùng tay ấn để tạo thành một cái khe. Và bóp nó lại. Phía bên kia mình cũng sẽ làm tương tự giống như vậy. Và canh sao cho hai bên, hai cái khe nó đều nhau. Phía bên dưới này mình sẽ gấp chéo lại để tạo thành nếp gấp. Phía bên này cũng gấp chéo lại. Rồi mình sẽ dùng tay bóp nó lại theo cái nếp gấp và gấp nó sang một bên. Tiếp tục mình sẽ gấp đôi lên. Mình sẽ gấp hai bên trái tim lại một xíu để trái tim được đẹp hơn. Lấy một miếng keo hai mặt để dán lại tạo thành cái vòng để khi đeo chiếc nhẫn khỏi bị tuột ra. Mình sẽ dán lại giống như vậy. Có nhiều bạn hỏi dùng keo thì tiền có rách không? Thì tiền cũ thì mình không chắc, chứ tiền mới thì không bị rách nha. Và chiếc nhẫn của mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ đeo vào tay. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Nếu thấy hay thì các bạn hãy để cho mình một like, bình luận hay một lượt đăng ký nhé.
cảm ơn các bạn rất nhiều.